Xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì kính chúc các anh chị trong năm mới 2024 an khang thịnh vượng và làm ăn tiến tới. Và chúng ta cũng sẽ bắt đầu cái video đầu tiên của năm 2024 này sau Tết Nguyên Đán với một cái video cập nhật về tình hình của dự án Aqua City trong đầu năm 2024 nhà thưa quý anh chị. Về tổng thể của dự án Aqua City thì nó không có nhiều sự thay đổi. Nó chỉ có thay đổi ở những cái tuyến đường chính, ví dụ như cái trục đường 33m hoặc là phía bên đảo Phượng Hoàng. Thì hiện tại đang thi công cái khu vực những cái tuyến đường chính, đường trục chính trên đảo Phượng Hoàng. Ngoài ra về cái việc mà xây dựng nhà cửa tại dự án Aqua City thì hiện tại Tùng mới nghe thông tin phong thanh là trong khoảng tháng 4 hoặc là trong quý 2 năm nay sẽ bắt đầu khởi công xây dựng lại. Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi, bởi vì chỉ khi nào khi mà chúng ta nhìn thấy xe cộ rồi công nhân thực sự thi công thì chúng ta mới chắc chắn là Aqua City đã quay trở lại. Và thông tin mới mà Tùng cập nhật được trong đầu năm 2024 này đó chính là về việc phân khu Valencia đã có khoảng hơn 100 căn nhà phố liền kề đã đủ điều kiện mở bán. Nghĩa là nó đã đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện để mở bán, có khả năng ký hợp đồng mua bán. Và hơn 100 căn này cũng là hơn 100 căn mà đã có thông báo bàn giao nhà trong cuối năm vừa rồi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì bên phía Valencia còn thiếu rất là nhiều các tiện ích để mà phục vụ cư dân. Cho nên là cái người dân hiện tại đang sinh sống tại Aqua City thì chủ yếu tập trung tại hai phân khu, đó là phân khu Sun Harbor 2 và phân khu Grand Villas. Và chúng ta cũng đang nhìn về các khu vực này, chính là khu vực quảng trường cũng như là khu vực Sun Harbor 1. Thì cái khu vực này cũng không có nhiều thay đổi. Sau khi mà ngừng thi công được khoảng hơn một năm nay thì chúng ta nhìn thấy rằng là sắt thép tại khu vực Sun Harbor 1 này cũng có những cái sự đi xuống ảnh hưởng đến công trình rồi. Và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là trong cái năm 2024 này thì Novaland cũng như là các chủ đầu tư cũng như là những người cầm cân nảy mực tại tỉnh Đồng Nai cũng như là Trung ương có thể nào cố gắng tháo gỡ những khó khăn cho cái dự án này để nó có thể tiếp tục thi công những cái phân khu tiếp theo. Bởi vì cái khu vực này dù gì hiện nó vẫn là một trong số những cái khu vực mà có cái dự án nổi bật, vị trí trọng tâm. Ở phía bên kia là Vinhome Grand Park bên khu vực quận 9 thì đang dần hình thành và đang hoàn thiện rồi. Còn phía bên này thì còn đang dang dở. Và bên này thì cũng sẽ xây dựng rất là nhanh thôi, bởi vì đa số là thấp tầng. Nếu mà chỉ cần gỡ vướng mắc về pháp lý xong ấy, thì chỉ cần xây dựng trong vòng khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm là cái khu vực này cũng có thể xây dựng xong rồi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì Tùng có nghe một số cái thông tin đó là chỉ những cái phân khu nào đã hoàn thiện được pháp lý thì mới được phép tiếp tục xây dựng. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những cái phân khu tiếp theo được tỉnh cũng như là Trung ương hỗ trợ để giải quyết vấn đề pháp lý để cho cái dự án này tiếp tục được hình thành. Và trong những cái giai đoạn này thì thực sự là trong 2024 này thì Tùng cũng có nghe là phía bên chủ đầu tư cũng dự tính là khi nào mà chạy xong phân khu nào sẽ tiếp tục mở bán phân khu đó. Nhưng mà với cái mức giá của chủ đầu tư năm 2022 để mà mở bán trong cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đã đi xuống như thế này thì khả năng sẽ rất là khó để cho chủ đầu tư có thể bán được. Và có thể họ sẽ áp dụng một số cái chiến lược bán hàng cũng giống như Vinhome, ví dụ như là trả góp với cái lãi suất thấp hoặc là không lãi suất trong một vài năm đầu tiên đã để mà kích thích cái người mua nhà có thể mua những bất động sản mới của chủ đầu tư. Ngoài ra thì thị trường thứ cấp, nếu mà việc mà thị trường thứ cấp hiện tại đang bán so với thị trường sơ cấp năm 2022 thì Aqua City nó đã giảm dao động trong khoảng tầm từ 50 cho đến khoảng 60% giá rồi. Một cái mức giá có thể nói là nếu như so sánh thị trường sơ cấp với thị trường thứ cấp, nghĩa là cái các sản phẩm mà chủ đầu tư đã bán trong năm 2022 và cái giá của chủ đầu tư cũng như là những cái giá thị trường thứ cấp hiện tại đang giao dịch thì nó đã chênh lệch rất là nhiều. Cho nên là cũng có một số nhà đầu tư cũng như là những cái người mua ở thì họ cũng đã nắm bắt cái thời gian này để mà bắt đáy những cái sản phẩm của Aqua City. Ví dụ như thời điểm hiện tại thì nhà phố thì có thể những cái sản phẩm rẻ nhất hiện tại đang có mức giá chỉ khoảng cỡ tầm trên 4 tỷ đến hơn 5 tỷ. Còn những cái khu vực mà đã có người ở này thì anh chị
Ví dụ như là Sun Harbor 2, Sun Harbor 3 thì anh chị mua nhà phố thì chỉ dao động trong khoảng tầm gần 6 tỷ cho đến khoảng cỡ hơn 7 tỷ mà thôi. Nếu anh chị mà mua biệt thự thì nó cũng chỉ có khoảng tầm trên 8 tỷ. Vậy cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là một cái mức giá chỉ dao động trong khoảng tầm 40, hơn 40 triệu đồng trên một mét vuông, có nhà, có đất, và đất ở đây là sở hữu lâu dài, thì đây là một cái mức giá mà thực sự sau này các chủ đầu tư ở vùng này cũng như là các chủ đầu tư ở Sài Gòn sẽ gần như là không thể là phát triển những cái bất động sản khu đô thị mà có cái mức giá thành này nữa. Bởi vì những cái đầu vào, ví dụ như việc mà mua của đất của dân cũng như là chuyển đổi mục đích sử dụng, rồi việc mà san lấp mặt bằng, làm hạ tầng, thì tất cả những cái thứ đấy, những chi phí đấy hiện tại đang càng ngày càng tăng lên, đặc biệt là cái chi phí về san lấp mặt bằng. Chúng ta đang ở cái một cái khu vực mà khu vực đồng bằng, cho nên là cái việc mà san lấp mặt bằng những cái khu vực này thì nó sẽ yêu cầu là cát, là đất để di chuyển từ vùng khác đến. Cho nên là anh chị có thể tưởng tượng rằng những cái vùng này sau này khi phát triển các khu đô thị thì cái việc mà chi phí về san lấp mặt bằng nó sẽ tăng lên rất là kinh khủng. Ngoài ra thì các cái chi phí về nhân công cũng như là xây dựng thì chắc chắn rằng là chủ đầu tư sẽ gần như là không thể nào bán với cái mức giá dao động trong khoảng tầm 40-50 triệu mà họ phải bán với mức giá cao hơn. Và chúng ta có thể thấy rằng là câu chuyện là nếu như họ bán cao hơn như vậy á, thì rất nhiều người sẽ không có khả năng chi trả dành cho những nhà liền thổ. Và chính vì vậy mà nhà liền thổ thì sau này nó sẽ tập trung chủ yếu dành cho những người có điều kiện hoặc là những người mà giàu mới có thể sở hữu được những cái bất động sản mà nhà liền thổ nằm trong các khu đô thị. Ngoài ra thì đối với những người mà tầm trung hoặc là những người mà có thu nhập thấp, thì những người thu nhập thấp thì hiện tại nhà nước đang tập trung phát triển nhà ở xã hội để có thể phục vụ cái nhu cầu ở của người có thu nhập thấp. Còn tầm trung thì họ sẽ hướng chủ yếu vào các cái chung cư tầm trung và cận cao cấp đang phát triển ở khu vực trung tâm. Thì hiện tại các bất động sản mà căn hộ mà có cái mức giá tầm trung thì dao động trong khoảng tầm 30 đến khoảng 50 triệu đồng trên một mét vuông tại khu vực Sài Gòn. Đấy, còn cái khu vực này thì trong năm 2024 này thì Tùng cũng nghe một số thông tin, đó là phía bên Long City sẽ bắt đầu triển khai những cái khu vực căn hộ hoặc nhà xã hội kết hợp thương mại dịch vụ. Kết hợp thương mại nó sẽ nằm ở ngay khu vực Long Hưng City, nghĩa là chỉ cách Aqua City khoảng tầm 2 cây số mà thôi. Thì kỳ vọng là trong năm 2024 này, nếu như mà phía bên Long Hưng có thể xây dựng được những cái block căn hộ như vậy thì nó sẽ giúp cho trong vòng khoảng tầm 2 năm tới, khi mà những cái căn hộ mà được xây dựng xong, nghĩa là dao động trong khoảng tầm 2026, thì sẽ có những một lượng lớn cư dân sẽ đi đến khu vực này. Và với dự án Aqua cũng như là Izumi City ấy, thì Tùng thấy rằng là cái lối thoát dành cho các chủ đầu tư thời điểm hiện tại đó chính là tập trung phát triển những cái bất động sản đã bán và tập trung phát triển tiện ích mà đã cam kết với người mua. Và sau đó là sẽ tiếp tục phát triển khu vực này về tập trung vào các sản phẩm cao tầng. Bởi vì những cái sản phẩm cao tầng nó sẽ có cái mức giá thành rẻ hơn. Ví dụ như là hơn 1 tỷ, hơn 2 tỷ anh chị có thể đã mua được một căn hộ chung cư rồi. Nhưng mà với những cái sản phẩm nhà phố thì anh chị phải bỏ ra dao động trong khoảng từ 5 đến khoảng cỡ hơn 7 tỷ để anh chị có thể sở hữu một căn nhà phố rồi. Thì cái mức chi trả như vậy thì nó sẽ không thể nào đi vào tầm trung tập đông khách hàng được, mà nó sẽ yêu cầu là chúng ta sẽ cần phải có một cái lượng căn hộ nhiều hơn để mà thu hút cái người dân về đây để sinh sống. Về phía bên Aqua City thì cái quỹ đất để mà xây dựng cao tầng thì nó rất là ít. Chính vì vậy mà khả năng thì phía bên Izumi City sẽ tập trung nhiều hơn về cái mảng này. Bởi vì thực sự nếu bên Izumi City, nếu họ tập trung vào những sản phẩm thấp tầng thì chắc chắn họ cũng không thể nào bán rẻ được. Bởi vì những sản phẩm đầu tiên họ đã bán với mức giá dao động khoảng hơn 50 triệu đồng rồi, thì các loại sản phẩm tiếp theo họ phải bán với cái mức giá bằng hoặc cao hơn. Cho nên là câu chuyện là nếu như họ muốn thu hút khách hàng mới hơn thì họ phải tập trung vào các sản phẩm cao tầng. Thì những sản phẩm đó nó có thể hút được một cái tệp khách hàng, như là những cái người mua ở, những cái người mà có tầm tài chính thấp thì họ có thể mua được những cái sản phẩm ở khu vực này. Đấy, một khu vực mà 1.500 hecta đã được quy hoạch bài bản đồng bộ về hạ tầng giao thông cũng như là phát triển để mà nó sau này nó trở thành một cái đô thị
trung tâm, thì khu vực này là một khu vực mà Tùng vẫn luôn luôn đánh giá cao, và cũng kỳ vọng là trong cái thời gian sắp tới là những cái vấn đề về pháp lý có thể được giải quyết, cũng như là giúp cho các chủ đầu tư ở đây tiếp tục phát triển cái dự án này, biến cái khu vực này trở thành một trong số những cái nơi đáng sống nhất tại khu vực Đông Nam Bộ của chúng ta, và trở thành một cái khu đô thị kiểu mẫu, một khu đô thị trọng tâm của tỉnh Đồng Nai, giúp cho cái tỉnh này có thể thay da đổi thịt được. Và đây cũng là những cái hình ảnh mà bên phân khu Valencia, cái phân khu mà có hơn 100 căn đã được giải quyết vấn đề pháp lý trong đầu năm 2024 này nha thưa quý anh chị. Và đây cũng chính là những cái hình ảnh mới nhất của dự án Quad City City Tùng muốn cập nhật với anh chị trong năm đầu năm 2024 qua cái Tết Nguyên Đán này rồi. Cảm ơn quý vị các anh chị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị các anh chị trong video clip lần sau.